Nếu biết mình là chỗ thương yêu nhất của mình thì phải khéo bảo vệ lấy mình. Người trí bất luận trong ba căn đều phải sống tỉnh thức. Ở đây thưa quý vị, ý nghĩa của câu pháp cú này đó là Đức Phật Ngài dạy chúng ta không ai thương mình bằng chính mình. Như cái câu chuyện mà Đức Vua Bát-xên đã đi, có một lần vua ngồi một mình trầm tư suy nghĩ
Vua tự hỏi rằng trên đời ai thương mình, bản thân mình nhất, thì vua tự trả lời là chính mình thương mình nhiều nhất. Và vua suy nghĩ tiếp, nếu biết mình là nơi thương yêu nhất thì mình phải làm gì? Vua tự đáp rằng, người nào thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh để được quả vị tục an vui đời này và đời sau, thì người đó gọi là biết thương chính mình. Rồi Đức vua Vasenadi đi đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vua đã trình bày cái sự suy tư của mình. Thì Đức Phật nghe xong, ngài xác nhận: phải vậy, thưa đại vương, nếu biết mình là nơi thương yêu nhất thì phải khéo bảo vệ mình bằng cách là thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Người đó gọi là biết thương chính mình. Trước đó thì thưa quý vị, vua Vasenadi trong lúc mà ngồi cùng với hoàng hậu Malika, vợ chồng tâm sự với nhau, thì vua hỏi: này ái hậu, trong đời sống ái hậu thương ai nhiều nhất? Vua những tưởng là hoàng hậu sẽ nói cho mình vui, sẽ nói rằng thiếp yêu thương đại vương nhất, nhưng mà không phải. Hoàng hậu Malika là một người có trí tuệ, là đệ tử của Đức Phật, cho nên hoàng hậu nói: tâu đại vương, thần thiếp thương chính bản thân mình nhiều nhất. Vua nghe vậy ông không hài lòng. Hoàng hậu Malika biết được vậy mới hỏi: thế thì còn đại vương thương ai nhiều nhất? Thì vua cũng trả lời: trẫm cũng thương chính mình, chính bản thân mình là nhiều nhất. Thưa quý vị, cuối cùng thì ông vua mới bắt đầu suy nghĩ ai là người biết thương chính mình. Cái câu chuyện nó là như vậy. Thì hôm nay sư thuyết cái đề tài, cái câu pháp cú này đó, là để nhắn nhủ với các Phật tử chúng ta ở trong cái cuộc sống, dầu chúng ta có rất nhiều người để mà chúng ta thương yêu, chúng ta quý mến họ, như là chúng ta thương yêu cha mẹ, chồng thương yêu vợ, vợ thương yêu chồng, hay là cha mẹ thương yêu con cái. Nhưng mà rồi cái sự thương yêu đó, thưa quý vị, nó chỉ trải qua một thời gian thôi. Nó chỉ trải qua thời gian thôi. Người ta không thể thương yêu người khác một cách bền bỉ cho đến hết kiếp sống này. Nhưng mà mỗi một con người đều thương yêu chính bản thân, chúng ta gọi nôm na là thương yêu tự ngã đó. Quả thật vậy, khi mà gặp chuyện hữu sự nguy hiểm thì người ta nghĩ trước tiên là phải tự thoát thân, tự cứu lấy bản thân, rồi sau đó mới cứu lấy người khác. Nó có như vậy. Cho nên chúng sanh ai cũng biết tự thương yêu chính mình. Bởi vậy, người ta sẽ không có
dễ dàng tha thứ cho những ai xúc phạm họ. Nếu mà xúc phạm người thân của họ thì họ có thể tha thứ được, nhưng mà xúc phạm đến bản thân họ thì họ sẽ không tha thứ được. Cho thấy rằng tất cả chúng sanh chỉ thương yêu bản thân mình thôi, nhưng mà chúng sanh thường tình ở bên ngoài đó, họ thương bản thân nhưng mà họ vô tình làm hại bản thân họ như thế nào? Charantipala dhammetha amitene wa atana karanto papakang kamang dân hữu toa các tục cấp pha lần. Chúng ngu si thiểu trí, tự mình là kẻ thù, tạo các ác nghiệp phải chịu quả đắng cay. Quả thật vậy. Họ nghĩ rằng họ sát sanh trộm cắp, họ đi sát sanh giết hại sinh vật để họ làm thức ăn tươi sống cho nó ngon miệng, để cho cái thân này nó được sung sướng. Nhưng mà vô tình chính cái sự sát sanh đó là tạo ra cái hậu quả cho chính bản thân họ trong tương lai. Cái quả dị thục của sự sát sanh đó là trong tương lai họ phải bị chết yểu, phải yểu thọ. Hoặc là cái quả dư sót còn phải bị đánh đập, họ phải bị tai nạn, họ phải bị những cái chứng bệnh năn y chi phối, khó chữa trị. Thì như vậy hóa ra cái người mà cung phụng bản thân bằng cách làm ác đó, thì người đó chính là kẻ thù của họ, đem lại cho họ một cái sự đau khổ dày dò trong tương lai. Cho nên với một cái người tự thân làm ác thì người đó, Đức Phật nói là chính họ là kẻ thù của họ, chứ họ không phải là thương yêu gì chính bản thân họ đâu. Mà cái sự suy nghĩ như Đức Vua Pasenadi thì quả thật đây mới chính là sự thương yêu bản thân mình. Mình thương yêu bản thân mình thì mình phải làm điều thiện, làm điều lành vì thân, vì khẩu vị, để mình mới có được cái quả vị thục tốt đẹp, an vui. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải nhớ cái chỗ đó. Còn bây giờ ở trong bài kệ, Đức Phật còn dạy rằng Atanache Bijan Chanya Rakhijana Sukhrakhitan, nếu biết thương chính mình hãy khéo bảo vệ mình. Chúng ta thương bản thân mình không phải là chúng ta bảo vệ bản thân mình bằng cách là chúng ta dùng đồng tiền để chúng ta che chở bản thân mình. Chúng ta dùng đồng tiền để chúng ta mua cao lương mỹ vị, y phục sang trọng để mà chúng ta đắp, chúng ta mặc và chúng ta ăn uống bổ béo cái thân này là thương yêu mình đâu. Mà chúng ta phải khéo bảo vệ, bởi vì tiền tài vật chất, cho dù rằng chúng ta đem nó ra để cung phụng cái xác thân này, nhưng mà đó là chỉ cung phụng và bảo vệ được cái thân này chỉ có một kiếp hiện tại thôi. Sau khi chúng ta mệnh chung tái sanh ở cảnh giới khác thì chúng ta sẽ
không nhờ cậy được gì với cái tài sản ở trong quá khứ chúng ta đã làm, vàng bạc châu báu, đất vườn nhà cửa, mà chính do cái thiện nghiệp, cái phước báo mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ, nó mới là che chắn cho chúng ta, nó mới bảo vệ cho chúng ta. Quả thật vậy. Trong cái dòng sanh tử luân hồi, quý vị biết rằng người mà có phước báo đã tạo trữ trong quá khứ, chính phước báo đó là che chở họ. Như là khô sắc cá chẳng hạn, khô sắc cá ở trong thời quá khứ chúng ta bị mang nghiệp, mang nghiệp ác, là cái nạn dịch đói, cho nên hai vợ chồng ẩm bế đứa con đi trốn, bỏ xứ mà đi, dọc đường đói khát khổ sở. Anh ta dụ cô vợ mang hành lý đi trước để anh ta ẩm đứa con, dọc đường bỏ rơi đứa con xuống đất rồi anh ta đi. Đến chừng người vợ quay lại thấy không có, mới hốt hoảng chạy đến thì đứa con đã bị kiến bu nó cắn chết rồi. Do cái nghiệp đó mà đời sau cô sắc cá sanh ra lúc nào cũng bị người ta tìm cách người ta hãm hại. Một ông triệu phú ông nghe thầy bói nói rằng đứa bé nào mà sanh được trong ngày hôm nay sau này nó sẽ là bá hộ. Ông ta nghe vậy ông ta bỏ tiền đi kiếm người để đi truy lùng coi trong ngày hôm nay đứa bé nào mà sanh chào đời thì giết hết. Nhưng mà thưa quý vị, do cái phước của anh ta một phần nữa là anh ta không bao giờ bị chết, dầu cho bắt đứa bé đó đem để ở chỗ cái đường xe bò, một đàn bò với những cỗ xe nó đi ngang, nhưng mà đứa bé nằm dưới đất đó, thì chính cái con bò đầu đàn đó nó đứng chặn ngang ở cái chỗ đứa bé đó, cho nên những con bò khác đi vẹt hai bên, thế là cái cậu bé khô sắc cá thì thoát chết. Ông bá hộ ổng mới kêu cái người tâm phúc đem liệng đứa bé đó từ ở trên cao liệng xuống vực thẳm. Nhưng mà khi liệng xuống thì nhầm cái bụi tre, cái đọt tre nó nằm dài thế này, cái nó vướng cái tấm tả, cái nó bốc cái tấm tả lên, đứa bé không chết. Đức Phật này thuyết trong pháp kinh, kinh lý do gì mà đứa bé đó 7 lần bị giết mà không chết, đó là do cái phước hộ trì. Cái phước hộ trì, rồi cái phước hộ trì đó là tại vì có cái kiếp đó đó, tiền thân của khô sắc cá là một con chó rất là khôn ngoan. Trong cái thời kỳ mà thế gian này xuất hiện nhiều vị Phật độc giác thì hàng ngày cái ông chủ nhà đó, mỗi khi mà ông thỉnh Đức Phật độc giác thì nhà ông cúng dường xuất bát, xong rồi ông ta mới nói bạch bạch ngài, mỗi ngày con rất bận công việc, cho nên con không thể đích thân đi đến rừng để mà thỉnh ngài về nhà. Con sẽ cho con chó này nó đến rừng để mà nó thỉnh ngài về, ngài hoan hỷ ngài đi theo nó. Quý vị biết rằng cái con chó đó nó khôn lắm, tiền thân của khô sắc cá. Khi mà nó chạy đi
Nó đến nơi tịnh thất của Đức Phật Độc Giác, nó sổ 3 tiếng thì Ngài biết tới giờ rồi, Ngài ôm bát Ngài đi. Thì trong khi đi đó, nó nghĩ rằng đừng để cho những con thú dữ mà nó xâm hại Đức Phật Độc Giác, cho nên nó chạy đi phía trước, nó sủa bên đây sủa bên kia, nó sủa, nó có tác ý là để đuổi những con thú dữ. Nó sủa giống như chó săn vậy đó, để đuổi mấy con thú đó đi, đừng để cho con nào mà nó lãng giảng mà nó làm xúc phạm đến Đức Phật Độc Giác. Thì do nhờ cái phước đó đó, nó chết sanh về cõi trời làm thiên tử Khô Sa Cá, rồi từ cõi trời sanh xuất cõi người thì làm Khô Sa Cá. Nhưng mà rồi do duyên nào mà Khô Sa Cá lại được làm bá hộ, thưa quý vị? Ông giết không được cho nên ông mới nhận Khô Sa Cá là con nuôi. Thì ông bá hộ đó, ông có một đứa con rô của ông, hai đứa đồng tuổi với nhau. Một hôm ông ta viết cái bức thư kêu Khô Sa Cá mang thư này đi đến cái ngôi làng kia cho ông bá hộ bạn của ông ta, trong thơ dặn là hãy giết chết chàng công tử mà cầm thơ này. Đến chừng Khô Sa Cá đi ra ngoài cái gặp em con ruột của ông bá hộ đó, nó chơi với bạn bè, nó chơi hoài mà bị thua. Cái mới nói bây giờ anh ở lại anh chơi giùm em đi, để em cầm thơ em đi cho. Thế là thằng em con ruột của bá hộ nó cầm thơ đi đến đó thì nó bị giết liền. Bá hộ tức lắm. Rồi một lần nữa ông kêu đi, thì đi đến đó cái cô tiểu thơ con của ông bá hộ ở làng khác đó, thấy Khô Sa Cá thì do cái duyên quá khứ hai vợ chồng mà bỏ rơi đứa con đó, do cái duyên đó cho nên cái cô tiểu thư này yêu thương, mới là chờ cho anh ta ngủ mới mở lén, trước khi đưa thư cho cha thì lén coi. Thì cô tiểu thư đó cô biết chữ, cô xem xong cô nói chết rồi, cái thư này là anh cha này anh sẽ chết. Cái cô viết lại bức thư khác nói rằng Khô Sa Cá là con trai của tôi, nếu mà bạn nó đưa thư cho bạn, bạn hãy gả con gái bạn cho con trai tôi, rồi hãy tổ chức đám cưới rồi đưa nó về đây giùm. Thì ông bá hộ bạn thì ông làm y lợi vậy. Thế là nhãn hiển nhiên Khô Sa Cá là rể của một ông bá hộ làng bên. Và khi mà đưa về thì ông bá hộ này ông lắc đầu ông nói thôi, cái này là cái phước của nó rồi, giết không được. Mà bây giờ nó được địa vị thôi, nhận làm con nuôi rồi, đến khi ông chết ông giao luôn tài sản với nó. Cho nên đó, qua cái câu chuyện phát cú như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là ở đời người ta chỉ nói là có đức không sức mà ăn, nhưng mà cái đó trên phương diện phước vật thôi. Còn trên phương diện phước đức phước trí, nếu mà chúng ta sanh ra mà chúng ta có đầy đủ phước vật phước đức phước trí nữa, thì quý vị biết rằng là trong cuộc luân hồi của chúng ta được cái phước đó bảo vệ. Cái đó gọi là khéo bảo vệ. Ai khéo bảo vệ mình bằng cách hành thiện pháp thì người đó gọi là khéo bảo vệ. Cho nên ở đây đó, quý vị nên nhớ, chúng ta khéo bảo vệ mình, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta bưng bít những cái phiền não, chúng ta làm những cái lỗi lầm mà chúng ta cố gắng chúng ta che đậy những cái lỗi lầm đó, chúng ta nghĩ rằng
Nói ra thì bị tù đài, bị phạt vạ. Bây giờ mình che, che đậy để bảo vệ chính bản thân mình, nhưng không, cái đó là làm hại mình ở trong tương lai. Còn chi bằng chúng ta giữ giới, chúng ta không làm cái điều quấy, điều ác. Chúng ta có tiền của, chúng ta bỏ ra để chúng ta làm phước, chúng ta bố thí. Chúng ta nghĩ rằng tài sản này ta không đem theo được trong kiếp vị lai, thì thôi bây giờ chúng ta đem bằng cách là đem cái phước báo. Thế là chúng ta bỏ một phần ra làm phước, để mà chúng ta có cái phước báo đem theo trong ngày vị lai. Không phải là sư nói quý vị Phật tử chúng ta là hễ nghe vậy rồi có tiền bạc làm bao nhiêu chúng ta đi chùa chúng ta làm phước hết. Không phải. Một phần tư tài sản thì để chúng ta trả nợ cũ, tức là nuôi dưỡng lại cha mẹ. Mình thiếu nợ cha mẹ mà. Một phần tư tài sản là để chúng ta cho vay nợ mới, tức là chúng ta nuôi dưỡng con cái cho đàng hoàng tử tế. Một phần tư tài sản là chúng ta đổ hố sâu, là chúng ta nuôi dưỡng chính bản thân mình, đừng để cho mình bị đói lạnh. Một phần tư tài sản nữa là chúng ta mới là chôn của để dành bằng cách là chúng ta đi làm phước. Người trí tạo có tài sản sử dụng theo bốn cái phương cách như vậy. Cái đó gọi là khéo bảo vệ mình. Còn cái câu mà nói rằng tinh năng anh ta răng gia măng và tí chắc gây giáp anh đi tô, người trí trong ba canh phải luôn sống tỉnh thức. Ba canh ở đây là gì? Canh ở lề canh đêm, chữ gia mắt. Nhưng mà một đêm bên Ấn Độ chỉ có ba canh, chứ không phải là giống như người Tàu với người Việt Nam của chúng ta đó. Thì một đêm tới năm canh lận. Còn bên Ấn Độ có ba canh. Pathama Yama là canh đầu, Machima Yama là canh giữa, và Pachima Yama là canh cuối. Nhưng mà trong cái câu kệ ngôn Pháp Cú này, Đức Phật này không nói ba canh của đêm, mà là ba canh của cuộc đời. Tức là từ khi sinh ra cho đến khi mà chúng ta trưởng thành. Cái đó gọi là canh đầu của cuộc đời. Canh giữa cuộc đời là từ khi chúng ta trưởng thành mà bắt đầu trải qua hết cái thời trung niên. Thì như vậy cái thời kỳ đó gọi là canh giữa của cuộc đời. Và canh cuối của cuộc đời là cái thời kỳ lão niên. Cái thân này bị lão mại, bị già, tức là từ 60 tuổi trở lên thì chúng ta bị già. Thì như vậy cái ý Đức Phật nói rằng là người trí phải sống tỉnh thức trong cả ba canh. Tức là thời niên thiếu, thời trẻ thì chúng ta phải biết ý thức được cái hành vi, cái lời nói và cái tư tưởng để chúng ta sống hiền thiện. Tỉnh thức ở đây tức là và tí chắc gây giác, tức là chúng ta phải sống tỉnh thức bằng cái trí tuệ, biết suy nghĩ. Chúng ta biết suy nghĩ, biết nhận thức. Và khi mà chúng ta biết suy nghĩ, biết nhận thức như vậy đó, là chúng ta mới bắt đầu lo tu tập. Như câu Pháp Cú khác Đức Phật dạy, trẻ mà không sớm biết tu hành, không lo tài sản để mình dễ dành mai sau, như cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Hồi mình còn trẻ đó mà mình không lo tu hành, mà chúng ta cứ chơi đùa, cho nên khi mình già cả lớn tuổi rồi, trí tuệ trí nhớ không có. Bây giờ muốn xuất gia học kinh không thuộc, hành thiền cũng không xong. Là già mà xuất gia thì bắt đầu
là chúng ta gặp nhiều cái sự chướng ngại thì chúng ta chẳng thà khi chúng ta tu tập còn trẻ đi. Chẳng hạn như các cận sự nam, cận sự nữ trẻ của chúng ta đó, trong thời trẻ đừng nghe người ta nói trẻ mà tu chi, đợi đến già hả tu. Cái điều đó không phải. Chúng ta đừng bắt chước giống như ở ngoài miền Bắc ấy, thưa quý vị. Hồi xưa kìa chứ bây giờ lớp trẻ tu nhiều lắm. Hồi xưa đó, ở ngoài miền Bắc sư ra ngoài, sư đi hoàng pháp ở ngoài, sư nghe các anh thị nam anh nói đó, là cái chùa ở miền Bắc á, người ta cấm không cho người trẻ vô chùa, không cho tu. Người trẻ là phải sống ở ngoài để mà phục vụ xã hội. Người mà đi chùa phải là trên 50 tuổi mới được đi chùa. Ở ngoài á, chúng ta sống ở ngoài chúng ta thiệt thòi hơn trong Nam. Ở trong Nam chúng ta thì cửa chùa rộng mở, trẻ dài gì cũng vô tu hết, vô làm phước được hết. Đi chùa lại Phật thì ai cũng đi lại Phật được hết. Cho nên cái trẻ chúng ta bây giờ thì chúng ta có thể chúng ta tu tập được. Tuổi trẻ còn nhiệt huyết, tuổi trẻ trí nhớ còn bén nhạy, tuổi trẻ cái trí tuệ còn sáng suốt minh mẫn, tuổi trẻ cái thân, cái thể lực nó còn đầy đủ, không có bị đau bên đây nhức bên kia, không có bị mỗi xương sống hay là mỗi cổ, thì chúng ta có thể ngồi thiền, có thể tu tập được. Cho nên tu tập thời trẻ thì như vậy, cái đó gọi là tỉnh thức trong canh đầu của cuộc đời. Còn canh giữa của cuộc đời đó là nếu mà chúng ta muộn màng lắm là qua khỏi cái thời niên thiếu. Chúng ta mãi đến khi mà bước qua cái canh giữa cuộc đời, tức là thời trung niên, mình mới hiểu Phật pháp, mới có phát tâm Bồ đề hướng về Phật pháp, thì như vậy cũng tạm gọi là có còn hơn không, cũng tạm gọi là được. Mặc dù cái trí tuệ, mặc dù cái trí nhớ trong cái thời trung niên chúng ta có phần giảm sút, từ nhỏ mà cho đến năm 25 tuổi đó, từ nhỏ đến 25 tuổi là trí nhớ còn dạy lắm thưa quý vị. Học kinh Bali đó là mấy vị sư cỡ tuổi đó là có thể học nhanh, học nhớ mau lắm, mà nhớ ít có quên. Còn mà từ 25, 30 trở lên đó, trở lên tới 40, 45 thì cỡ đó khó rồi, học kinh kệ khó nhớ, nhưng mà trí tuệ còn sáng suốt. Cái thời trung niên là cái thời làm cái trí tuệ nó phát sinh. Do đó cho nên những người mà thành công ở bên ngoài, cái sự nghiệp bên ngoài thành công là ở tuổi trung niên, vì cái trí tuệ của họ, họ khiếm khuyết về trí nhớ nhưng mà cái trí tuệ của họ nó nhạy bén. Do đó cho nên họ suy nghĩ cặn kẽ đắn đo dứt khoát. Còn hồi trẻ thì cái trí tuệ của họ hơi bị nông nổi chút xíu, cho nên trẻ thì trí nhớ nhiều nhưng mà trí tuệ bị nông nổi. Nhưng mà đến thời trung niên thì cái trí tuệ nó bắt đầu nó hưng phấn lên, nó thịnh lên, nhưng mà trí nhớ thì hơi giảm thôi. Nhưng mà cho đến cái tuổi già, thưa quý vị, chúng ta lục luôn cả về cái trí tuệ và chúng ta bạc nhược luôn cả về trí nhớ. Những vị mà xuất gia trẻ, chẳng hạn như sư xuất gia hồi năm 14 tuổi, là tất cả những cái kinh điển, kinh tụng Bali là sư học thuộc lòng từ hồi đó lận. Rồi kinh, tặng luật, tặng vi diệu pháp, học sư nghiên cứu là từ hồi đó sư đã nhồi nhét vô trong đầu nó quen rồi. Cho nên bây giờ mặc dù già rồi, 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà cái trí tuệ với cái trí nhớ nó không có sút giảm là bao nhiêu, là tại vì theo cái đà cũ. Thì như vậy cái thời thiếu niên, trung niên và cho đến cái thời lão niên là có
tỉnh thức đủ. Do đó cho nên được cái hay ở chỗ đó. Thế thì Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là nếu như trong cái thời trẻ chúng ta may mắn mà gặp được Phật Pháp, có niềm tin, chúng ta tu tập á, thì chúng ta sẽ được cái lợi lạc đó. Còn nếu không qua thì qua đến cái thời trung niên chúng ta cũng cố gắng. Cố gắng thì cũng được thôi thưa quý vị. Nhưng mà rồi có những người họ biết Phật Pháp rất là muộn màng, tức là cái thời lão niên thì họ mới biết Phật Pháp. Cái thời lão niên mà biết Phật Pháp thì nó uổng quá. Uổng là sao? Tức là lúc đó mặc dù chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo nhưng mà chúng ta học trước quên sau. Chúng ta học trước quên sau. Học thuộc ngày hôm nay chứ qua ngày mai hay vài ngày sau là chúng ta quên bẵng luôn, không có nhớ. Không có nhớ được. Chúng ta không có nhồi nhét vô trong đầu được. Rồi khi mà chúng ta đến cái thời kỳ lão niên chúng ta tu á, chúng ta gặp những cái trở ngại như là cái cố tật của chúng ta bỏ không được. Người mà xuất gia từ hồi nhỏ là những cái cố tật từ hồi còn bé đó là đã được tẩy xóa, đã được sửa rồi. Giống như là cái cây bonsai mà người ta muốn uống nắng là uống nắng từ hồi cái cây còn non còn nhỏ kìa. Người ta uống nắng cho đến khi mà nó già nó thành cái gốc to đó thì lúc đó nó ra cái hình thù rồi. Còn nếu mà một cái cây già, cây cổ thụ người ta uống được. Cũng vậy, Đức Phật nói người già xuất gia đó hiếm trường hợp là trở thành một vị A-la-hán. Có thể vượt được phiền não khó lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, khi mà chúng ta còn sống trong cuộc đời này, còn hơi thở ra hơi thở vào, chúng ta có sự tác ý thì chúng ta vẫn tu tập được thôi. Như trong thời quá khứ, trong thời Đức Phật, có một cái bà đó, bà tên gọi là Bahubhutika. Bahubhutika là đa tử, là nhiều con. Bà có rất nhiều con, bà sanh tới 14 đứa lận, 14 đứa con. Rồi khi bà về già đó, bà mới vô tu. Vô tu thì khu ni, quý vị biết rằng người phụ nữ mà sanh con nhiều như vậy thì bắt đầu cái cơ thể bị già là nó bạc nhược yếu đi, cái trí tuệ, cái nhớ không có. Nhưng mà bà quyết tâm, bà tiền cô đi quyết tâm. Mình ngồi thiền không được, bây giờ đi đến cái cột chùa đó, hay là ở trong rừng có mấy cái cây nhỏ nhỏ, ôm cái cây đó đừng cho ngã, đừng cho té, ôm cây đó. Bởi vì ngồi mà cột xương sống nó không có vững thì nó sẽ lật qua bên. Cho nên bây giờ ngồi cũng ôm cái gốc cây đó, mà đứng cũng ôm gốc cây đó. Đi nếu mà đi kinh hành thì ôm gốc cây đi vòng vòng vậy. Đi vòng vòng vậy nè. Đức Thế Tôn ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện bằng thần thông á. Ngài mới thuyết lên cái câu kệ ngôn, bởi vì bà quyết tâm là bà sẽ làm sao để chứng được cái pháp thượng nhân, tức là pháp chứng 37, chứng bốn đạo bốn quả và niết bàn, gọi là Uttarimanusatthama. Bà quyết tâm. Đức Phật ngài xuất hiện bằng thần thông như ở trước mặt, ngài mới thuyết rằng vô cho quá sát tăng chi quê Apasang Thamamutamang Ekahang Jivatang Seyo Pasato Thamamutamang. Dù sống cả trăm năm mà không thấy pháp sanh diệt, sống một ngày thấy được pháp sanh diệt tốt hơn. Nghe xong chứng A-la-hán thì dễ quá. Cái duyên của người ta, ta xuất gia tuổi già vậy nè mà ta xuất gia được. Còn Bà La Môn Ra Thá
Ông 80 tuổi ông mới vô chùa ông xuất gia. Ông xin vị tỳ kheo này, xin vị trưởng lão kia, không ai dám cho, dám tế độ cho ông ta tu hết á. Bởi vì nếu mà tế độ một đệ tử mà già xuất gia như vậy thì khó dạy lắm. Sữa không được, uống nắng không được, cho nên ai cũng từ chối. Ông ta đi đến Đức Phật, ông ta xin xuất gia. Bạch Đức Thế Tôn, con đến xin xuất gia mà không có, chư Tăng không có vị nào chấp nhận cho con xuất gia vì con tuổi già quá. Đức Phật ngài mới hỏi chư Tăng, trong chư Tăng có ai chịu làm thầy tế độ với trà giá cho lão Bà La Môn này không? Ngài Xá Lợi Phất ngài mới đi đến, đứng lên đi đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Thế Tôn, vậy thì con sẽ làm thầy tế độ tiếp độ cho Bà La Môn này. Đức Phật hỏi, người có quen biết không? Đó Bạch Thế Tôn, không có quen biết, nhưng mà con nhớ ơn. Lúc đó con đi khất thực ở trong cái ngôi làng Bà La Môn, các gia chủ Bà La Môn không ai để bác hết, chỉ có ông lão Bà La Môn này. Ông có lòng tốt, ông bước ra, ông múc một muỗng cơm, một giả cơm ông để trong bát. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, do đó cho nên bây giờ ông ta vô tu thì con sẽ tế độ. Nhưng mà thưa quý vị, cái nhân duyên, mặc dù thầy hòa thượng tế độ thì trẻ, ngài Xá Lợi Phất lúc đó cũng có khoảng chừng 40 tuổi thôi, nhưng mà ông lão Bà La Môn đệ tử tới 80 tuổi. Thế nhưng nhờ cái hạnh dễ dạy Sư Bà Chát Sát Tát, cho nên hễ mà ông ta mặc y lâu thôi lết hết thì tôn giả Sariputta ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ, ngài chỉnh lại phải mặc như thế này, như thế này, để ăn nói mà lớn tiếng thì ngài chỉnh, phải nói chuyện nhỏ tiếng, đi vụt chạc vụng về thì ngài chỉnh từ 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 từ. Hễ mà ngài chỉnh tới đâu, người học trò ngoan ngoãn nghe theo, không có giận. Cho nên mấy vị tu nữ đệ tử phải cố gắng sao như lão Ra Thá nha, để thôi bị rầy riết rồi cái giận, giận cái đốt phòng sư luôn. Không có nên như vậy, phải người dễ dạy. Mà thiệt trong 3 tháng hạ thôi thưa quý vị, nhờ cái hành dễ dạy đó mà trong 3 tháng hạ quyết tâm tu tập trước A-la-hán quả, Đức Phật ngài tuyên dương, này chư tỳ kheo, trong hàng tỳ kheo đệ tử Như Lai tối thắng về cái hạnh dễ dạy là Ra Thá. 80 tuổi mà ông thầy chỉ có 40 tuổi dạy vẫn nghe như thường, vẫn chấp nhận cái lỗi lầm của mình, không giận hờn cái gì hết, sửa liền, hiếm lắm chứ không phải là chuyện dở đâu. Cho nên á, người Phật tử chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta đến cái tuổi già mới tu, mới tỉnh thức á, thì thôi chúng ta cố gắng là chúng ta học. Dù cho đối với một vị sa di hay là một vị tỳ kheo trẻ đắng con cháu của mình, nhưng mà vị đó có cái giới hạnh nghiêm trang và biết Phật pháp sâu rộng, vị đó dạy nhắc nhở cái gì thì mình cũng sẵn sàng nghe. Thì như vậy chúng ta mới có sự tiến bộ được. Hồi mình còn trẻ thì do cái sự tinh tấn, nỗ lực để mà học pháp hành pháp. Cái thời trung niên là chúng ta nhờ cái sự suy tư, lúc nào cũng tư lương, suy nghĩ pháp, thấy cái gì cũng suy tư, thấy lá cây rơi cũng quán vô thường, hay là thấy một người mới sống đó rồi chết đó cũng quán vô thường. Thời trung niên phải vậy. Nhưng mà cho đến thời kỳ lão niên đó thì phải cái tâm nhu thuận, dễ dạy, chúng ta mới học được Phật pháp. Thì như vậy á, người trí ở trong ba canh luôn luôn tự tỉnh thức, có nghĩa là
Trong canh đầu của cuộc đời, cái thời niên thiếu, và canh giữa của cuộc đời thời trung niên, và canh cuối của cuộc đời là thời lão niên. Một trong ba thời đó, hễ mà chúng ta có được cái niềm tin lúc nào thì chúng ta nên tu tập lúc đó, tạo phước lúc đó. Và khi chúng ta tạo phước, chúng ta tu tập như vậy, có nghĩa là chúng ta tự mình bảo vệ chính mình. Đừng trông đợi cái sự tụng kinh cầu an nếu mà chúng ta không có làm phước. Không ai cầu an cho mình được đâu. Tôn giả Nagasena ngài có nói với Đức vua Milinda về cái vấn đề tụng kinh cầu an. Tụng kinh Paritta đó thưa quý vị, có hiệu lực chứ không phải không có. Nhưng mà hiệu lực ở chỗ nào? Nó có hiệu lực ở chỗ là khi một người có tu tập có tạo phước, một người có tu tập có tạo phước, thì lúc bây giờ đó, khi người đó bị bệnh, muốn cần chư tăng đến để mà tụng kinh Paritta cho, thì chư tăng sẽ tụng kinh Paritta để nhắn nhủ, để dạy dỗ, để nhắc nhở. Thì như vậy đó được xem như là người đó họ sẽ nghe, sẽ hiểu, sẽ tiến bộ quan hỷ. Giống như là ngài đưa cái thí dụ cây mà trồng ở dưới đất á, nếu mà cây đó mà còn cái bộ rễ nó tốt, nó đã ăn vào ở trong đất, thì bây giờ người ta tưới nước, bón phân thì cây đó tốt lên. Cũng như một người làm thiện, khi mà một người làm thiện có tu tập, thì lúc bây giờ chư tăng tụng kinh Paritta thì họ sẽ tiến bộ. Còn như một người, như một cái cây mà trồng ở dưới đất, mà nó đã chết cái bộ rễ, đã khô khan rồi đó, thì bây giờ dầu cho có tưới nước cỡ nào đi nữa, cây cũng không sống. Cũng như thế nào, một người không có từng tạo phước, không có từng tu tập, mà bây giờ tụng kinh cầu an cho họ thì cũng trăm trời không trách thôi. Nó không có hiệu quả đâu. Ai mà nói rằng là cái bài kinh đó với bài chú đó lên linh ứng lắm, ông kia ổng từng sát sanh, ổng từng làm đồ tể, từng làm thợ săn, mà chỉ cần tụng kinh với Tế Tá là đã giải tội được. Cái người đó nói dốc, giải sao được giải. Cho nên chúng ta phải hiểu, người mà có tạo phước thì mới có thể tụng kinh Paritta để hỗ trợ, giống như là chúng ta tưới nước để hỗ trợ cho cái cây mà nó có sự sống vậy đó. Quý vị hiểu. Chứ còn cái cây mà không còn sự sống, dầu cho chúng ta có vung phân tưới nước cũng không bao giờ nó tươi tốt được. Còn khi mà chúng ta chết, sanh về cảnh giới khác, chúng ta đừng nghĩ rằng là sẽ trong cái đám tang đám ma đó mà có tụng niệm, đông đảo tăng ni tụng niệm thì người chết sẽ siêu độ, không phải đâu. Tại sao vậy? Đức Phật là ví dụ một cái tảng đá mà đem ném xuống dưới hồ này, Bà La Môn có thể nào tụng niệm do cái tảng đá nó nổi lên được không? Bạch Thế Tôn, không. Đức Phật nói cũng vậy. Một người lúc mà bình sinh họ tạo quá nhiều ác nghiệp, do ác nghiệp đó họ phải bị sanh xuống dưới cõi khổ, thì bây giờ đã sanh cõi khổ địa ngục rồi, không có tụng kinh để mà cầu siêu lên được đâu. Cho nên tốt nhất là người Phật tử chúng ta tự bảo vệ chính mình, là tự mình làm thiện để mà đem đến sự an lạc cho mình, gọi là tự mình cầu an. Tự mình tạo nhiều cái phước báo để làm hành trang đem theo trong ngày vị lai, đó là chúng ta tự phù siêu cho mình, cái đó là tự bảo vệ mình. Cho nên trong cái thời pháp này, cái ý sư muốn nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta đó,
Mặc dù chúng ta đi ở chỗ này chỗ kia, có đoàn có nhóm để cùng đi, nhưng mà chúng ta phải hiểu mục đích đi của chúng ta là tự mỗi người phải đi làm phước, tự mỗi người phải tu tập. Cái đó là tự mình bảo vệ chính mình, mà không phải chúng ta tu tập một thời một lúc nào đó, tu tập tùy hứng, mà chúng ta phải tu tập suốt cả ba canh của cuộc đời, là thời thiếu niên, thời trung niên và cái thời lão niên, chúng ta đều phải tu tập. Có như vậy thì chúng ta mới được cái sự an vui đời này đời sau, và chúng ta mới được giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Thì sư có một vài lời để chia sẻ với quý vị trong buổi sáng hôm nay, nhân dịp nhóm Phật tử chúng ta về đây để làm phước cúng dường đến chư tăng và muốn nghe pháp, thì sư thuyết cái từ pháp như vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ nhớ và hiểu được cái ý nghĩa của pháp thoại và cố gắng tu tập như vậy cho mình được sự an vui tiến hóa. Sư xin chia phước để đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên. Xin các ngài hãy hộ trì Phật pháp cho được bền lâu, và cũng xin chia phước đến tất cả quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta. Năm cũ sắp hết và năm mới bước sang, chúc quý vị luôn luôn được an khang thịnh vượng, và nhất là thành tựu những điều tốt đẹp như ý nguyện của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.